Mọi người ưa ghẹo em là tại sao mà tới giờ vẫn chưa có bồ, cho nên là em mới nói với mọi người là do là em hoàn hảo quá cho nên là khó mà tìm được một nửa còn lại. Tính em là không thích cái gì là mình sẽ thể hiện ra ngay trước mặt luôn, là mặt em sẽ sụ xuống xong rồi xong rồi là không thèm nói năng gì hết trơn á. Có nhiều người quá thì em sẽ không có làm mất mặt người đối diện đâu, nhưng mà khi mà về nhà thì có thể là em sẽ hét lên, hoặc là em không hét được thì em sẽ đập bàn chẳng hạn. Thôi đừng đập bàn, đập ảnh á. Ai nói trước? Ai cũng nói trước. Thôi khỏi dành, cho mình nói trước luôn á. Đi rồi. Rồi chào anh Nguyên Linh, chào mọi người trong khán phòng, rồi chào chị Cát Tường và bạn kế bên. Rồi chào bạn. Em tên là Trần Hoàng Nam, 28 tuổi, quê em ở Tây Ninh. Bây giờ ngồi ngoài cũng rung đúng không? Thấy bạn đó, thấy bạn trai nói chuyện khéo quá mà thua em được con gái vô duyên. À, ngồi đi. Cũng gây ấn tượng rồi đấy. Được, được. Rồi giới thiệu chút xíu về mình đi. Mình đang làm công việc gì? Rồi. Em đang làm nhân viên nghiên cứu thị trường. Rồi, bây giờ để nghe bạn gái giới thiệu cái đã nha. Dạ, là đầu tiên thì em gửi lời chào đến chị Cát Tường, anh Quyền Linh. Chào bạn. Quý vị khán giả và bạn cùng chơi. Chơi gì? Dạ em xin lỗi, bạn cùng tham gia. Em tên là Lương Quỳnh Ngọc Diễm, hiện là nhân viên kinh doanh về phụ gia hóa chất thực phẩm. Dạ, thì ngoài cái tên Diễm ra thì ở công ty mọi người thường gọi em là Mập Hoàn Hảo. Mập Hoàn Hảo hả? Dạ. Tại sao lại gọi bằng cái tên đó? Dạ, tại vì do là em cũng hơi tròn. Mọi người ưa ghẹo em là tại sao mà tới giờ vẫn chưa có bồ, cho nên là em mới nói với mọi người là do là em hoàn hảo quá cho nên là khó mà tìm được một nửa còn lại. Thế là kết hợp giữa mập với lại cái sự hoàn hảo đó của em và gọi là Mập Hoàn Hảo. Hay. Mập Hoàn Hảo quê ở đâu? Em quê ở Long An. Thế mình trải qua được bao nhiêu mối tình rồi? Chính thức thì em trải qua một mối tình. Chia tay bao lâu rồi em? Chia tay chắc khoảng 5 năm rồi ạ. Nhưng mà sau 5 năm vừa rồi mình cũng ổn định công việc rồi, mình cũng chưa tìm được người nào khác hay. Dạ một phần thì em cũng muốn tập trung cho công việc của mình nó ổn định. Tính em thường là gọi là bị già trước tuổi. Muốn tiến tới hôn nhân chưa? Dạ hiện tại thì nếu như mà tiến tới hôn nhân thì khoảng 2 năm nữa. Ở Nam thì trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em thì gấp 3 bằng nữ. Chắc em 3 mối tình mà, nhưng mà thời học sinh là một mối tình. Mối tình gần nhất đây là? Mối tình cuối á. Tình cuối là quen nhau được 4 năm mà chia tay. Bạn ấy ghen quá rồi em đi lính. Đi bộ đội ha. Dạ. Hồi nãy bạn trai nói là chia tay tại bạn gái nữ là hay ghen. Em hỏi bạn trai thử coi là ảnh làm gì mà người ta ghen. Bộ anh lăng nhăng lắm hay sao mà người ta lại ghen vậy? Cũng không có lăng nhăng nhưng mà vui vẻ với bạn gái bạn đồ, mình đi chung hòa đồng, mình gác dai đồ nhau mà bạn gái cũng gác lại mình, cái về sao? Cái bạn nữ không chịu. Gì không chịu đúng rồi. Như em chịu không? Gắt dai luôn hả? Bây giờ thân nhau vậy. Thân vậy hả? Đi chơi chung với bạn trai mà ôm nhau nói anh BD hay sao mà cứ... Nhưng mình có BD không? Mà anh trai phải mạnh mẽ. Không, đâu BD cũng men. Bạn trai phải mạnh mẽ. Bạn gái có ghen không bạn gái? Em thì cũng tính thì cũng tùy lúc. Tính em là không thích cái gì là mình sẽ thể hiện ra ngay trước mặt luôn, là mặt em sẽ sụ xuống xong rồi xong rồi là không thèm nói năng gì hết trơn á. Có nhiều người quá thì em sẽ không có làm mất mặt người đối diện đâu, nhưng mà khi mà về nhà thì có thể là em sẽ hét lên, hoặc là em không hét được thì em sẽ đập bàn chẳng hạn. Thôi đừng đập bàn, đập ảnh á. Dạ. Rồi hét thử nghe thử cỡ nào. Chuyện cũng đâu gì đâu. Rồi bây giờ em muốn tìm người bạn trai thế nào, diễn tả coi giống người đàn trai không? Cao hơn em, to hơn em. Cao hơn em, to hơn em. Rồi gì nữa? Khuôn mặt có hậu. Có hậu. Mặt rộng á. Mặt rộng hả? Mặt rộng là sao? Mặt mâm. Mặt mâm. Mặt mâm hả? Mặt anh chà bá luôn em. Em có một cái hình tượng nào có thể diễn tả cụ thể không? Dạ anh Quyền Linh. Anh Quyền Linh và anh Xuân Bắc. Lên Xuân Bắc ha. Dạ, tính tình vui vẻ rồi, lối sống đơn giản. Được mà bạn ở đây rất là vui tính. Đạt chuẩn không? Đạt chuẩn không? Được không? Dạ, em thấy là tính là thấy hợp, rất là hợp rồi. Coi mặt có mâm không? Chết rồi, cái mặt này hơi bị ốm. Không có rộng, mặt không có rộng. Tướng không có mập. Nhưng mà người ta chắc. Rồi bây giờ nè, nếu mà được thì bao nhiêu lâu nữa tiến tới hôn nhân được? Dạ, mẹ thì cũng kêu cưới vợ hoài. Hồi đó mẹ nói mày ráng học rồi. Không có nên tao 30 tuổi tao mới cưới vợ mày. Bây giờ 28 rồi. Giờ mới 28 tuổi, hối quá trời. Nói mẹ nói sao giờ mẹ hối quá trời.
Tại nhà ba người trai mà chỉ có chưa có ai có gia đình. Mẹ không có trời mà mình có muốn chưa? Dạ cũng muốn. Mẹ có dặn kiếm vợ làm sao không? Mẹ nói con chịu sao là mẹ chịu vậy. Mà em muốn sao? Nói chung thì hợp với tính em, ngoại hình thì cao ráo là được. Rồi hôm nay mình có đi với người thân nào không? Đi với em trai ruột, em Út. Em ruột á hả? Dạ. Trai vậy là đoán anh trai sao rồi đó. Trời ơi, chị nói gì chết em. Chào em. Thấy chị em gái của mình kia có hợp dạ, với chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, chào khán giả. Thấy chị cũng dễ thương, tròn tròn. Anh em có thích tròn không? Đúng gu luôn. Đúng gu hả? Anh em có tật xấu gì không? À, tốt hết nhưng mà được cái nóng tính. Anh thấy chị gái này là hợp với nhau được bao nhiêu phần trăm? Cũng 90. Ghê vậy, 90. Rồi, cảm ơn em. Mình có đi với bạn ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ, có một chị đồng nghiệp với em ạ. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh. Dạ, thì thấy bạn trai cũng khá là vui vẻ. Nói chung là tính cách thì có vẻ sôi nổi, phù hợp với Diễm. Rồi, cảm ơn bạn. Bây rồi. Giờ đó là chuẩn bị kéo màn lên, mình có tiết mục nào biểu diễn gây ấn tượng không? Em cũng hát hò gây trò rồi nhưng mà người lạ đó cũng hơi rung. Không có rung, lạ rung đâu, hát luôn. Trước lạ sao quen. Bài gì cũng được. Hát hai câu vòng cổ. Rồi ok, rồi, được luôn rồi. Kéo màn lên là hát liền nha. 2, 3, kéo màn. Lấy hơi đi, lấy hơi đi. Bắt đầu. Em yêu. Em có biết không anh thương em, nhớ em nhiều lắm. Đêm trắng thâu đêm giấc ngủ không tròn. Em tránh xa anh cũng do bởi kiếm tiền. Anh dẫu biết phận nghèo tay trắng, yêu em chỉ bằng tâm hồn và trái tim anh. Nhưng giờ biết phải làm sao, không nhà không cửa không tiền không xe. Anh đây chết sớm em ơi, mong em trở lại cứu giúp giùm đời anh. Trời ơi. Ấn tượng không em? Dạ em thấy cũng ấn tượng nữa đó. Thích không? Thích không? Em có cái gì để đáp trả lại ảnh không? Dạ không. Anh à, quên. Lo hát quá. Dạ, tại anh kêu lại là hát liền rồi đâu có. Anh kêu gì làm nấy vậy ha? Dễ thương mà. Hiện tại thì là anh đang làm việc ở đây luôn. Đúng. Dạ. Là mình làm ở quận mấy à? Làm ở quận 3 nhưng mà đi khảo sát nhiều khi có đi tỉnh. À. Thường công việc của bên em thì cũng đi rất là nhiều. Đi như vậy thì có khi là đến một tuần thì anh có quan trọng cái việc mà đi như vậy không ạ? Đó là công việc mình phải chịu thôi chứ đâu có ai trách móc gì được thì nó. Dạ. Hỏi có làm dâu. À, nếu như mà tiến tới hôn nhân thì em có phải về làm dâu hoặc là ba mẹ thì phải chăm nom, nói chung cuối tuần rồi về nhé. À, cuối tuần về thì ok, tại tuần nào em cũng về. Em có ngại gia đình bạn trai quá đông anh em không? Hiện tại thì em cũng có hơi chút lo lắng, 7 người nam hết luôn anh. 3 người trai, 4 người chị gái, anh là lớn nhất. Dạ. Còn 2 em trai. Lập gia đình hết chưa? Dạ. Nhà mình lập gia đình. Mấy chị đều lập gia đình hết rồi, chỉ còn 3 người trai là chưa có gia đình. Dạ. Bây giờ mẹ mới hối thúc là anh trai nữa. Hỏi anh chuẩn bị gì chưa? À, nếu như mà quen nhau thì anh nghĩ là bao lâu thì mình có thể tiến tới hôn nhân? Hồi nãy em nói 2 năm nhưng mà thì anh thì nếu mà phù hợp thì cưới thôi chứ nói chung cũng không xác định. Cưới sớm tốt không có gì. Tỏ tình với nhau cái gì đó thật là lãng mạn đi để mình quyết định là có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Chung thấy anh thấy em thì cũng thật thà, thấy tính cũng vui tính, nhưng mà em thấy anh có phù hợp với anh. Em thấy anh cũng vui nhưng mà em chưa có cảm nhận được nhiều lắm theo như là cái mà em suy nghĩ. Cái mà em suy nghĩ là cái gì? Về cái mức độ có thể gọi là hòa hợp với em. Thật sự là lên chương trình là em rất là nghiêm túc, cho nên là em bày tỏ quan điểm của mình rõ ràng. Được thì em nói được, còn không thì em nói không. Có thể là em không bấm nút ngày hôm nay, nhưng mà hy vọng là anh sẽ gặp được một người nào đó phù hợp với mình hơn. Còn riêng em thì em chưa cảm nhận được nhiều ở anh. Em xin lỗi. Rồi, hết thời gian. Mình cứ tỏ rõ quan điểm của mình các bạn, không vấn đề gì cả. Phút 89 vẫn còn có thể thay đổi. Suy nghĩ hãy thật kỹ, nhắm mắt thật kỹ, nhắm mắt lại, cảm nhận tất cả những điều gì xảy ra và đi đến quyết định các bạn nhé. 3 2 1
hết thời gian. Bạn trai, tôi nghĩ rằng bạn muốn bấm đấy chứ, đúng không? Đúng rồi, nếu mà em thì em suy nghĩ nếu mà mình nhiều khi mình nói chuyện vài phút vậy mình đâu có thể hiểu đâu được nhiều đâu. Nhưng sao mình không thể hiện quan điểm của mình là bấm nút? Nhưng mà bạn đã nói mà bạn đã nhường cơ hội thì em phải ra lăng là em nhường là cơ hội lại cho bạn lại tìm người mới chứ em bấm thì em cũng dành luôn. Đâu có sao, mình mặc dù bạn không bấm nhưng mình vẫn cứ bấm đúng thức như những gì mình suy nghĩ. Thôi được rồi, dù sao đi nữa thì cũng cảm ơn hai bạn đã đến tham gia chương trình và chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Em đây rồi. Dạ. Nhưng mà nói chung là em mà kiếm người giống như chị cũng khó lắm nha. Dạ. Hai người bị hoang tưởng với đâu vậy? Đu vừa đu vừa. Khát khao với em có một ước ao chứ. Dạ, bây giờ hỏi chuyện này quan trọng nè. Mẹ có xen vô chuyện tình yêu hai đứa không? Bây giờ yêu cho đã rồi dẫn về. Rồi mẹ nói mẹ không chịu thì tính sao? Không ạ. À, mẹ mà cho em quyết định. Bị kỹ quá hả? Bạn tên là gì? Dạ em tên Hiếu ạ. Hiếu. Dạ 28 ạ. 28. Nói lớn lớn mà Hiếu ơi, không dạ, nghe gì hết trơn à. Em làm marketing nghiên cứu thị trường anh. Dạ rồi. Bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Chào em, rất là dễ thương. Em tên gì, bao nhiêu tuổi? Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Em tên Thúy Diễm. Năm nay em 24 tuổi, em là nhân viên văn phòng. Nhân viên 24 tuổi mà làm nhân viên văn phòng thì trong công ty cũng nhiều người lắm chứ, mà rất là duyên dáng như vậy mà chưa có người yêu hả? Sao phải cần đến chương trình? Bên cái bộ phận của em là bên hành chính nhân sự, mà bên hành chính nhân sự thường nghiêm lắm chị. Nghiêm rồi hả? Hay là nghiêm hả? Thường á là bị người ta ghét nhiều hơn là được yêu. Sao lại ghét? Dạ tại vì hành chính nhân sự thì thường đưa ra các thông báo, các quyết định, quy định để mà gò bỏ người ta lại. Buổi việc rồi kiểm điểm nữa phải không? Dạ thì cũng giống giống như vậy á. Bạn làm nghề marketing chắc là nói nhiều lắm đúng không? Dạ. Ngoài cái mà nghề marketing bạn còn làm nghề gì nữa? Hồi trước em cũng mở công ty, sau đó em cũng thua lỗ. Sau đó thì em thấy thì chắc mình chưa đủ kinh nghiệm. Bây giờ thì em thích đi làm ngoài. Cái công việc của em thì nó tạo mối quan hệ nhiều, và hai đợi cho em có kinh nghiệm hơn. Và sau này ví dụ em mở cái công ty thì em thành công hơn. À, còn về bạn nữ của mình nè, bây giờ sở trường của em là gì? Em có năng lực gì, tài năng gì? Tài năng của em nó rải đều hết chị. Em chỉ dở có mỗi việc là vẽ tranh hay mỹ thuật gì thôi. Còn bình thường thì hơi mắc cỡ nên không bao giờ nhảy trước đám đông. Nhưng mà hát thì có thể hát được trước đám đông. Rồi, hát thử cái nghe coi. Dạ hát một đoạn nha chị. Rồi. Em hát bài Hương Tình Gái Quê. Mọi người cho em xin mời hát tay nha. Thật lớn đi nha, lớn cho mình nghe nha. Em yêu lũy tre, cánh đồng lúa chín ngát hương. Đêm từng đêm trăng sáng, gái trai làng đùa vui hánh ca. Bao nhiêu lời ông bướm, nhưng trái tim nào đâu biết gì. Thôi được rồi chị. Hay vậy, hèn chi mà thích hát với đám đông là đúng rồi. Dạ. Rồi bên đây thôi, hát liền, đáp liền. Lòng anh cho yêu em lâu rồi, mà chưa dám nói câu yêu người. Sợ tình mong manh so nhỏ ngày xanh, đành cầm nín em đâu hay tình anh. Mùa xuân đã bên em tươi cười. Dạ ta. Dặn kìa, đứng lại cho em vừa luôn anh ơi. Hay quá, đây là trai tài gái sắc rồi. Hồi xưa giờ có mấy bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em chỉ có một mối tình thôi chị. Nào chia tay? Đó là mối tình sinh viên mà. Sau này á là hai bên đều đi làm rồi. Lúc đó em cũng vẫn còn đi học để học liên thông lên á. Nên không chú tâm cho việc đi làm cho lắm. Rồi không biết có phải là không hợp ý mẹ của bạn trai hay không mà bạn trai nghe lời mẹ rồi. Ủa vậy á hả? Dạ. Mà hai người quen nhau bao lâu? Dạ quen nhau hơn 5 năm ạ. Hơn 5 năm mà tại vì mẹ không chịu rồi thôi đó hả? Dạ. Dạ cái vụ này căng à nha. Rồi rồi được rồi, một lát chị sẽ hỏi mẹ bạn trai bên kia. Nhưng mà trước khi hỏi bên đó thì chị hỏi em nè, bây giờ là cái mẫu người lý tưởng của em muốn tìm người bạn trai như thế nào? Xét về tính cách thì em chỉ cần chí thú làm ăn, lo làm. Bên kia thì lo làm rồi đó, mặc dù có thất bại. Thất bại là mẹ thành công. Đúng rồi, giờ tới phiên em vô hốt là thành công luôn đó. Dạ em chỉ hy vọng được như vậy. Rồi gì nữa nè? Chiều cao á, ngoại hình á thì tại vì em chỉ có 1m56 thôi nên em hy vọng nửa kia của em được khoảng 1m8. Trời đất ơi, ở đâu ra? Rồi, hợp luôn, à. Có luôn. Đó nghĩa sao bây giờ? Đây 1m9 luôn á. 1m8 là anh với anh này cộng lại á. Rồi điểm gì em không thích ở người yêu của mình? Hồi nhỏ em hay đi coi cải lương với bà ngoại á. Nên ấn tượng đối với các anh tướng cướp là rau quay nón là bậm trợn gì vậy. Mà bây giờ em thấy những anh rau quay nón thì em hơi bị sợ. Quyền Linh,
Dạ người lên. Râu quai nón. Tôi cạo râu rồi. Dạ cạo rồi thì không sao ạ. Rồi còn gì không thích nữa? Dạ chắc là chỉ có đặc điểm thôi ạ. Em cái mẫu người lý tưởng của em thế nào? Ốm ốm thon thon. Chứ cao mét mấy? Mét chín hả? Dạ không, còn mét năm mấy đến sáu mấy là được rồi. Đây nè, có bạn là được rồi. Dạ mình dáng thon thon giống chị Cát Tường. Dạ. Cô tóc dài nhìn dễ thương, trắng, trung thủy và biết chăm sóc cho người mình yêu là ok rồi. Nó nghe, nó nghe. Dạ. Em cao mét mấy? Dạ 65 ạ. À. Chị nhìn là chị biết, chị hỏi cho vui thôi, nhưng mà chị biết dạ. là không có đạt tiêu chuẩn bên đây rồi. Dạ. Nhưng mà nói chung nè, em mà kiếm người giống như chị cũng khó lắm nha. Dạ. Hai người bị hoang tưởng á. Không, em đu chị. Đu vừa vừa, đu quá. Ta có quyền khát khao chứ, em có một ước ao chứ. Không, bây giờ hỏi chuyện này quan trọng nè. Mẹ có xen vô chuyện tình yêu hai đứa không? Bây giờ yêu cho đã rồi dẫn về. Rồi mẹ nói mẹ không chịu thì tính sao? Không ạ, mẹ em là cho em quyết định. Cho quyết định nha, dạ, chắc dạ. nha. Dạ. Chứ đừng để mất thời gian hai đứa yêu nhau mấy năm trời, dắt về quê mẹ nó không chịu rồi bỏ con người ta, nó khổ lắm à. Dạ. Hứa nha. Dạ. Bớt đi, không có giống Cát Tường đâu. Dạ. Bớt bớt chút. Thôi cô ở giá đi cô, 1m8 mà đâu ra. Giống trước tao giống Cát Tường chi dữ thế mồ luôn, giống chi không biết nữa. À anh hỏi em nè, đó giờ em có được bao nhiêu cái bằng cấp rồi? Trên 10 cái ạ. À. 10 trên 10 cái? Dạ. Bằng cấp gì em kể anh nghe coi. Em có 5 bằng kinh doanh, marketing, thuốc nam, bằng võ thuật, bằng MC, bằng hát. Cái gì có bằng MC hay không nữa? Không có bằng gì nữa, em mười mấy cái luôn mà em bữa nay. Mười mấy cái bằng luôn? Dạ. Em có thích bạn trai học cao không? Cao cũng không sao, chuyển sao em hỏi biết đường trả lời là được rồi. Wow. Mà đây cao lắm đây, mười mấy cái bằng nữa mà. Bằng gì tùm lum nhỏ thôi. Nói vậy em làm MC chương trình MC nào chưa? Nữa. Dạ, em làm MC của chương trình của công ty bên marketing anh. Dẫn chương trình khoảng vài trăm người chứ. Giờ em thử một bằng cấp anh coi cho coi. Múa võ. Mở dạ màn lên múa cho dạ tôi thôi coi à. Với. Không, thử múa đi coi. Dạ thôi ạ. Võ thuật mà. Múa đây ngại lắm anh ạ. Kệ đến dạ đâu em mười mấy bằng cấp mà đâu dạ. Dạ thôi. Thôi vậy em thể hiện bằng cấp MC coi coi. Dạ. Bạn muốn hẹn hò rồi. Dạ. Giới thiệu, đứng lên giới thiệu đi cho khán giả đàng hoàng. Dạ. Thử coi. Bắt dạ đầu 2 3. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi có một tiết mục là một cặp trai một cặp gái đến với nhau vì tình yêu và hạnh phúc. Mong các bạn hãy cổ vũ cho các bạn ấy một tràng pháo tay thật to thật giòn đây ạ. Tạm được anh Linh ơi. Tự nhiên lên đây gặp anh Linh hồi hộp anh Linh. Để em coi bên kia dạ bằng cấp nha. Bên đây mười mấy bằng cấp. Ta ngồi ta sợ, ta đứng luôn. Người ta đứng luôn. Bên kia mười mấy bằng cấp, bên này em có mấy bằng cấp? Em chỉ có một cái bằng cao đẳng thôi anh. Cao đẳng gì? Dạ công nghệ thông tin. Cao đẳng chẳng đau. Công nghệ thông tin hả? Dạ. À, em thấy anh kia giỏi chứ, mười mấy bằng cấp đó nha. Anh về anh trị bệnh hốt thuốc cho em nè ha. Rồi anh dạy marketing nè ha, dạy làm MC nè ha, có bằng ca sĩ nè ha. Có cái thuốc nào mà ông hốt ông uống vô để ông cao lên mới tám không? Mày bỏ tay. Rồi anh giới thiệu thôi, hết rồi đó. Mở dạ màn lên. Rồi hai người gặp nhau nha. Dạ. Kéo màn lên. Trước khi gặp cô gái bên kia anh hỏi em nè, em không thích điểm gì ở bạn gái của mình? Dạ không thích, thứ nhất là nhiều chuyện, thứ hai là không trung tình ạ. Bên kia hơi nhiều quá. Không trung tình. Nói nhiều thôi chứ nhiều chuyện hồi nào. Nói nhiều. Bạn gái không thích gì, điều gì bạn trai của mình? Dạ nghe lời mẹ ạ. Nghe lời mẹ, em có nghe lời mẹ không? Dạ không ạ. Trời đất ơi. Nghe lời mẹ. Quên em sorry. Tùy chuyện chứ không phải là nghe mẹ kêu không cưới vợ là không cưới vợ. Cái cô này kỳ lạ lắm. Mất người ta mẹ. Nghe mẹ lời mẹ ta không cho người ta nghe. Em có nghe lời mẹ em không? Dạ không, nghe lời mẹ những cái gì chính đáng thì nghe, còn những cái vô lý mà nghe ví dụ như em đã quen nhau mấy năm bắt em chia tay em phải buồn chứ anh. Cứng lắm nè. Không quay mặt coi cho ta coi đi ông ơi. Quay đi. Đó coi nghe lời ai? Nghe lời mẹ hay nghe lời bồ? Đó. Anh tặng em ạ. Dạ, em cảm ơn anh. Các bạn có 2 phút, bắt đầu. Em người ở đâu? Em quê ở Tiền Giang. Còn những người ta miền Tây đẹp thôi. Em cảm ơn anh. À, đẹp mà dễ thương mà nói chuyện có duyên. Em cảm ơn anh. Được khen em thích rồi. Bạn trai mình luôn đi vô thì mình yêu rồi đi chứ để mất công thì gia đình anh ai? Là anh là có mấy anh em? Nhà anh ba anh em, anh là Út, ba trai mà hai người cưới vợ hết rồi. Anh là Út vậy cưới vợ xong có về nhà không anh? Không, anh là riêng. Dạ ở riêng được anh. Em chỉ thắc mắc có mỗi chuyện đó thôi, tại vì em hơi
hơi yêu ba yêu mẹ. Mặc dù ở trên Sài Gòn nhưng một tháng cũng phải về một lần. Nên chỉ hy vọng là lúc đó anh cho em đi về. Không, tay đẹp mà, về hai anh em mình cùng về. Anh chị có được. Sao đây nói chuyện đây mà nháy 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 nhìn tay là sao trời. Hỏi là em thấy anh có đẹp không? Dạ, em cảm ơn anh. Em thấy anh tạm được không? Anh nói câu này là em mắc cỡ quá. Được không? Dạ chắc là cũng được. Không, anh phải cảm ơn em đó. Hy vọng là chúng ta sẽ có một cái kết thúc có hậu ha. Rồi, rồi hết okay. Giờ kết thúc có hậu rồi đó. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định là chúng ta có hẹn hò với nhau hay không. Suy nghĩ thật kỹ và nhấn nút. 1 2 Gì 2 Cái gì vậy? Tôi mới đếm có 2 à. Cái gì vậy trời? Nôn, nôn lắm rồi. Hai bên đều nôn hết trơn rồi. Ủa sao sao vậy em? Sao mới tính đếm có 2 mà em nhấn rồi? Thấy hợp chị ạ. Hợp. Hợp sao? Nắm tay đi coi coi có hợp không? Rồi em sao nữa? Phụ nữ thì từ từ chứ làm gì mới đếm 2 mà nhấn rồi. Hả? Ưng trong bụng quá à hả? Dạ em cũng muốn tìm hiểu thử ạ. À. Cặp này đẹp đôi, hai người hôn nhau một cái đi. Nè trời ơi. Đại cái đi, hùng đại cái đi. Mình trẻ mà, hôn nhau một cái đi. 2 3 Nhăn dữ vậy. Cảm giác hung sao? Dạ em không biết. Còn em hung sao, thấy sao? Dạ thơm ạ. Tóc tóc thơm. Tóc thơm phải không? Rồi hai người nắm tay xuống dưới hung nữa đi. Ở đây không cho hung xuống dưới, ông ta hung lia lịa nè. Anh rẻ được không? Dạ trứng to con. Bữa nay không có thích mập nha. To con là khác con... mà mập là khác à? Dạ. Mập hay to? Dạ to. Anh tên là gì? Dạ em tên là Đặng Tấn Thành. Em đến từ Tiền Giang. Anh làm nghề gì? Nghề nghiệp của em là nhân viên kỹ thuật điện lạnh, đang làm ở một công ty ở quận 5. Rồi, Tấn Thành nha, làm điện lạnh. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Dạ chào chị Cát Tường cũng như là anh Viên Linh và quý vị khán giả. Em tên Hằng, hiện 26 tuổi và công việc của em là kinh doanh ạ. Kinh doanh gì em? Hiện tại thì em có kinh doanh về văn phẩm và cũng như là thời trang underwear và cũng như là công ty bảo hiểm. Có bán bảo hiểm nhân thọ không em? Dạ có anh. Thời gian bạn có đầy đủ không? Làm việc của em hình như mỗi ngày là 12 tiếng ạ. Ví dụ có bạn trai là đi chơi cái giờ nào? Dạ nếu mà có bạn trai mình sắp xếp đi hả? Anh tưởng tượng trong mắt anh cô gái bên kia như thế nào? Mình nói theo kiểu bài cào đi là giống như chắc cũng khoan được khoảng 8 nút rồi. 8 nút bài cào hả? Anh tưởng bên kia là lá bài hả? Hình dung vậy cho nó dí dỏm chút xíu mà. Rồi. Anh thích gì người bạn gái của anh? Tóc dài hả? À, nếu mà tóc không dài thì cũng không sao nữa, từ từ em sẽ để dài. Để dài lại. Nghề nghiệp thì không quan trọng, miễn là có nghề là được rồi. Còn nấu ăn hay không biết nấu ăn thì cũng nói em không quan trọng. Quan trọng là người đó phải biết chia sẻ và phải biết thương yêu em là được rồi. Bạn biết quýnh bài cào không? Dạ có chị. Bạn tự nghĩ bạn là mấy nút? Dạ em băng tay. Dạ ảnh biết mà, nếu mà ảnh chơi quýnh bài cào ảnh phải biết là băng liên là lớn nhất ăn hết ạ. Băng liên. Băng liên băng tay ấy chị. Dạ. Em ba cào á hả? Dạ. Em ba cào tôi không biết tôi mấy nút nữa. Rồi bây giờ em có khuyết điểm gì? Hơi quá tự tin á, giống như nãy là chị Nam chị cũng thấy vậy đó. Dạ. Không cần nói cái đó đâu, nói cái khác đi. Ví dụ như là mình tranh luận hay mình nói không lại em, mình hay cắn như quýnh người ta là hậu quả. Hậu quả là mấy bạn đó cứ khóc. Bạn trai hay bạn gái? Trai gái đều có chị. Trời đất coi xuống ghê vậy. Lý do sao ế? Dạ không phải ế chị ơi, mà là tại vì em có cái nguyên tắc của em à. Nguyên tắc sao cưng? Dạ hồi xưa thì em có nói với gia đình em là mấy chị là làm gì thì làm, thì mình cũng phải là sau 26 tuổi mới có gia đình, cho nên trước giờ là em chưa quen ai. Nhưng mà mình cũng phải có bồ có bạn trai rồi mình tìm hiểu mấy năm rồi mình mới cưới chứ bộ tới 26 tuổi rồi cái quen cưới luôn. Tại vì em thấy là nếu mà quen thì đương nhiên cũng phải có chuyện này chuyện kia và sau đó thì cũng phải kết hôn sớm, cho nên tốt nhất là mình không quen luôn. À, có nghĩa là bây giờ nếu mà quen là có chuyện này chuyện kia luôn là kết hôn luôn á phải không? Dạ. Bây giờ tôi hỏi bạn câu thẳng thắn luôn, bây giờ bạn có chịu sống chung trước khi cưới không? Mình dạ. Phải sống chung thử coi được không? Là, quan điểm của em á, là nếu mà đồng ý cưới thì mình mới sống chung. Không đồng ý cưới thì không nên sống chung. Bây giờ tôi có hỏi có chịu sống chung trước khi cưới không? Dạ cái này là phải tùy bên kia có đồng ý hay không. Anh có bao giờ sống thử chưa? Dạ chưa. Có không? Thiệt đi. Dạ nói thiệt chưa anh. Bây giờ cô kia đồng ý sống thử trước khi cưới, đồng ý không?
Đồng ý chứ, nhưng cũng có cái giới hạn thôi. Đừng nói yêu nhau mấy đứa cũng trèo, hai đứa nằm có cái gối vượt không qua nha. Bây giờ là thích bạn trai làm sao? Thì phải là người miền Nam. Sao miền nào kể người ta chứ? Xa quá thì không chịu. Cô kén quá cô ơi. Mà hồi xưa giờ là chưa có bồ luôn hả? Dạ chưa chị. Không ai theo đuổi hay là mình theo đuổi mình không chịu? Dạ không có người theo đuổi chứ, nhưng mà mình không có chịu. Có hôn ai lần nào chưa? Dạ chưa. Chưa hôn? Dạ. Rồi em cũng chứng kiến rồi. Chưa? Có người hôn lén nhưng mà không có cảm giác. Hôn lén là hôn sao? Hôn dịch chạy hả? Dạ. Bà anh hỏi hết chưa? Hết hai rồi. Bà nó nhiều chuyện ghê luôn á. Thà hôn em một lần rồi bị tát, còn hơn cả đời nhìn khác cái hôn. Đụng đầy gì đây? Đụng nhầm cái kho thơ rồi hả? Cái này là em của người ta thôi chứ không phải là... Cái mẫu người yêu lý tưởng của anh như thế nào? Phải cao trên 1m6 cho lên. 1m6 cho lên? Dạ, tại vì em cao quá. Nếu mà người đó thấp quá thì khi đi ra đường với em thì người ta sẽ nói là cha con thì cũng tội nghiệp cho người đó. Nhiều duyên trời. Ta yêu anh rồi sao? Ủa bạn đang sống với ai? Dạ em con một vậy. Nhưng mà đều một bầy chị. Tôi gặp toàn thứ dữ không à trời. Trời ơi trời. Anh em không nói một bầy. Gia đình em thì 8 anh chị em lần 4 trai 4 gái. À. Dạ em là Út rồi. Út mà hả? Dạ. Út mà tổ bố vậy đó hả? Dạ. Nhà có ai hối thúc chưa? Từ cháu rồi trở lên cũng đều đi hết. Bữa nay Út đi rồi, cái bầy của Út có ai theo Út không Út? Dạ không, cái bầy bị nhớ ở dưới quê hết rồi chị ơi. Bây giờ bạn nữ anh muốn một người yêu của mình sao nè, để tôi qua tôi coi mặt nè. Nãy anh đòi cao trên 1m6 thì em mang giày vô cũng hơn 1m6. Có tính giày chưa em? Nãy anh đâu có nói rõ tính giày hay không tính giày đâu chị. Tại nãy em chưa, em nói là quên trừ cái phần dài ra thì thôi vậy cũng đành chịu chứ sao. Út xa là gà chết. Út xa là gà xối mỡ chứ. Bây giờ là bạn không thích cái gì ở người bạn trai? Dạ hút thuốc. Có hút không em? Dạ có. Nhưng mà em quan niệm một câu là chỉ là người nữ đó nói với em một câu là anh ơi bỏ thuốc đi, em thương anh là em sẽ bỏ liền. Trời ít có dạy quá ha. Rồi tiếp. Em không thích người béo phì mập. Sao tôi nghi bên kia mập quá. Yên tâm chị, bên đây ngon lành. Em tới đây với ai? Em đi. Dạ em đi với em trai ạ. Em trai em đâu? Dạ em trai hả? Chào em trai, để chị nhờ em trai coi giùm bên kia có mập không. Anh rể được không? Dạ tướng to con. Bên đây không có thích mập nha. To con to là con... khác mà mập là khác à. Dạ. Mập hay to? Dạ to. Ủa thấy có băng rôn gì để chân gì em vậy? Chân em vậy? Băng rôn ạ. Băng rôn cho ai? Gì vậy? Dạ cái đó em làm để tỏ tình đó chị. Đâu mở ra coi. Let's go. Opa. Sống là không chờ đợi. Bấm nút đỏ nhé. Là nói ai vậy? Dạ tỏ tình đó. Bên kia hả? Dạ. Sao nãy đáng lẽ em phải cầm lên đây em mở ra chứ em để em trai em cầm. Dạ em cầm này ảnh đâu có thấy đâu. Mình lát nó mở màn lên cái đó mình opa. Ôi cảm ơn em. Bây giờ chị sẽ qua chị coi mặt coi cái to của em là to cỡ nào. Ồ ba nha. Ồ ba. Đẹp trai mà đúng không chị? Cái bộ hơi chỉ hơi bị mất lửa. Anh cao nhiêu? Dạ anh cao 1m78. Trời đất ơi. Đâu là đứng lên coi coi tới không? Sao có nói thách không Nguyền dữ vậy? Nguyền Linh đứng lên đừng thử đo Nguyền Linh. Thì anh 1m58 thử em cơ phải 1m78 không? Đứng lên cái coi nhục cái gì không biết nữa. Đụng chạm tự ái đúng rồi. Được, nói chung là đẹp trai. Khen cho anh vui lòng đó. Có anh... cần phải nói thẳng gì không? Không, thẳng thắn quen rồi, anh không thích gì ở con gái. Em không thích người đó, ví dụ mà có một chuyện gì đó mà tôi nói đi nói lại hoài, nhắc đi nhắc lại hoài. Mà thường phụ nữ đứa nào cũng vậy hết trơn á. Rủ nhưng mà bạn gái đây là chịu rồi ha. Mà dắt về cái bầy ở nhà không có chịu. Đâu có cái bầy ở nhà xúi vô dữ lắm, nó đang đâu thể nào không chịu được chị. Vậy đó hả? Dạ. Cỡ nào bầy cũng hốt hết phải không? Dạ, em là VIP hả? VIP hả? VIP dạ. Trong bầy á hả? Dạ đúng rồi. Trưởng bầy hả? Dạ. Ồ, giống bầy sói vậy đó. Là, em có muốn làm, vô làm. Có muốn vô bầy bệnh không? Dạ cũng phải gặp mới biết được. Bây giờ nào, ưu điểm của bạn là gì? À, vui vẻ, có hiếu ngoài. Khuyết điểm là gì? Dễ tin người. Tin là tin sao em? Bị người ta gạt hoài rồi chị. Gạt ai nói gì cũng nghe hết á. Cho mượn tiền nữa hả? À, dạ không, cái đó thì dễ gì ăn em được. Vậy mà lá tính người bậy bạ. Mày khôn dữ rồi nha. Thôi bạn lĩnh lên đừng có nghe. Nên em sẽ rút kinh nghiệm. Rút kinh nghiệm nha. Tại vì bên cạnh em sẽ có một người hàng được bảo vệ cho em nè. Ai? Kế bên á. Trời ơi. Tôi hỏi tôi bảo vệ em nha. Chào anh. Chào em. Dạ. Bây giờ mình cảm nhận giọng nói anh kia có hợp với mình không? Cũng men. Sao dạ. Biết ta men trời.
Em đang nói về giọng nói mà chị. Giọng nói là men hả? Dạ. Giọng nói là men thôi được rồi. Dạ. Dạ. Rồi. Ai, nghe tin người tính mượn tiền mà thấy là không được rồi. Dễ dàng kéo màn lên, dễ dàng được cái đó. Vậy mà nãy tôi khen dễ đẹp trai. Thôi nói chung là đẹp trai, cao to, phong độ. Có một bờ vai để dựa dẫm. Dạ. Yeah. Nhưng mai mà khó, khó ăn tiền. Chọn các đường đại. Chắc mai mốt có bậy bạ nữa. Cứ vậy không. Chờ anh. Opa. Dạ em cảm ơn anh. Hình như hôm nay màu xanh nhiều. À, anh có thành thật không? À, anh không thật chắc không ai thật hơn anh đâu. Mà nhà anh có khó lắm không? À, nhà anh đâu có khó đâu, ma má anh dễ ẹt, dễ nhất luôn. Anh có biết nấu ăn không? Biết chứ. Tại anh kho quẹt là số 1 thôi. Gì chưa lấy vợ rồi về cho tao ăn kho quẹt ông. Anh thấy nãy em nói em ba cào anh thấy đúng không? Ừ. Đúng. Dạ. Ba con đầm luôn. Ba con đầm, dạ đúng rồi, em nữ mà. Nãy thì nói chung là em thấy anh Quyền Linh là đẹp trai nhất sân khấu. Nhưng mà giờ nhưng gặp mà anh thì không bằng anh. Dạ đúng rồi. Đấy. Cho kỹ. Cũng được. Rẻ hơn, có duyên hơn. Không, đẹp trai hơn, nhiều lợi chắc hơn. Lo bên kia rồi sân sĩ tôi chi. Em trước. Anh thấy em với chị Cát Tường ai xinh hơn? Chị Cát Tường thì dĩ nhiên phải lung linh hơn rồi. Dạ. Yeah. Nhưng mà anh có coi một phim mà lúc mà chị Cát Tường mà đóng cái vai mà lúc mà chị cầm cây súng chị bắn chết cái anh kia trong phim đó nha. Trời, nhìn mặt chị ác dã man. Thôi hết giờ, rảnh quá ha. Đứng đó cho người ta chặt chém. Bấm sớm là không có hợp lệ đó nha. 1 2 Đếm đi trời ơi. Tự đếm tự bấm luôn đi. 3 Các người đã thông minh á. Nhớ nha, rửa trời gạo nhớ nha. Cái hai người xứng đôi lắm á. Ha, bây giờ xuống dưới rồi ngồi nói chuyện của hai người thôi ha. Đừng có nói chuyện của MC nữa ha. Dạ. Nắm tay nhau một cái đi. Hôn đi, hôn đi, hôn đi. Thôi để ra ngoài đi chị. Thôi thôi chết chị ơi. Dạ không, tại bây giờ đang cả làng cả xóm ngoài quê em đang coi đó chị. Ừ. Mình để từ từ đi. Đúng rồi. Dạ. Có mấy người ở quê thèm chơi. Dạ không. Tới Hùng nha. Ha. Dạ, để tính sau. Tới Hùng. Rồi cài độ tối hung luôn. Đây cái nắp luôn nè. Cho đi tôi nhận liền. Đừng có giỡn, mai mốt còn trai tôi đi qua là cho lắc đều tới nắp luôn rồi. Được không gái? Dạ. Bên đúng không rồi. Cho là nhận thôi chứ mắc gì. Dạ em muốn người yêu của mình như thế nào? Dạ chung thủy là được. Ừ, đừng thủy. Có gái gú, đừng có ca đánh bài cá độ gì hết. Lo ra cho. Lo làm ăn là được ạ. Có chung thủy không? Chung thủy. Có gái gú không? Không, không biết hút thuốc đâu mà gái. Không hút thuốc hay được. Bài nhà không anh coi bạc rượu chè vô nhậu thì chút đỉnh được, ba sĩ được, ba sĩ nói à bốn sĩ lận lít em với em sĩ nó ăn đủ lít. Nhậu có ba sĩ à, có bốn sĩ là tròn lít. Trời ơi nhậu chắc ba bóng bọc đi hết luôn, nó còn tỉnh á, tao ba sĩ là dữ lắm rồi đó. Không uống rượu à. Được không? Dạ được anh. Ba sĩ được ha. Dạ. Em mình uống được không? Em cũng la ra vài ly phải hả? Qua cái hàng rào nha, mình nói lớn lên để đối phương cùng nghe luôn. Giới thiệu về mình em trai. Dạ em tên Trương Trung Hiếu, 33 tuổi, đến từ Tiền Giang. Tiền Giang. Nghề nghiệp của em lái xe, với ở nhà có kinh doanh cho thuê âm thanh ánh sáng thêm chút đỉnh. À, thanh sáng đám cưới này kia đó hả? Dạ. À, đi làm cổng cưới đồ. Cổng cưới luôn hả? Dạ, qua này em cũng tự làm bằng lá dừa. Em tự làm luôn. Dạ. Em huyện nào? Dạ, em xã Bình Đức, gần cũng gần Đình Long Hưng. À, vậy là cái sát bên nhà anh rồi. Dạ. Ồ vậy ha, rồi Đồng Hương nữa rồi. Rồi vậy là mình phải ăn to nói lớn lên nha, đừng để bị lép bên kia nha. Em có đúng không? Hơi hơi xíu. Luôn nhìn chị nói chuyện nè, bây giờ dạ. em giới thiệu về bản thân mình đi cho bên kia họ nghe. Dạ em chào hai MC cô chị Hồng Vân và anh Quyền Linh. Dạ. Chào ban biên tập, chào các khán giả đang xem chương trình ạ. Ừ. Em tên là Quỳnh Kim Ngọc. Em năm nay 35 tuổi. Em ở đến từ Cai Lậy, Tiền Giang. Tiền Giang luôn. Dạ. Wow. Lấy sắc bên luôn.
Mùng mấy ngày là tới ha? Quê mẹ cả bảy. Em đang làm hả? Mẹ quê cả bảy. Dạ em làm ở công ty à. Em nhân viên kiểm phẩm ạ. Em gái ơi, quê mẹ của bạn trai cây lậy luôn nha. Cái bên rồi anh ơi. Rất là hợp luôn á. Rồi đó là nghề nghiệp bên đó lái xe hả cưng? Lái xe, làm cổng cưới, làm hoa cưới, dịch vụ cưới, âm thanh ánh sáng. Nói chung là tất cả mọi thứ cưới là khỏi tốn tiền. Rồi còn mình đi, mình nói mình làm gì nè, nói lớn. Dạ em là nhân viên kiểm phẩm ở công ty giày ạ. Nhân viên kiểm phẩm ở công ty giày. Ở dưới Tiền Giang luôn hả cưng? Dạ em ở Tiền Giang luôn ạ. Rồi cưng điểm mạnh em yếu cưng sao nói luôn nè. Điểm mạnh em hả? Điểm mạnh em thì hay nhiệt huyết trong công việc, vui vẻ, hòa đồng. Điểm yếu em hơi nóng tính xíu. Hơi xíu hả? Nóng tính làm gì? Bực có thì em nói, còn không thì em im lặng em nói. Chứ không phải quăng giày, ông Linh nói em quăng giày. Dạ không anh ơi. Bởi đơm đặc hết thiệt á. Người gì mà đơm đặc. Em hiền khô à. Nóng hiền khô hả? Em có tật xấu gì không em gái? Dạ thật xấu em nóng tính anh. Chỉ có vậy thôi hả? Dạ. Trời ơi nóng lâu lâu nóng chút nóng nhất là em làm gì? Em không nhìn mặt thôi. Không nhìn mặt luôn hả? Hả mà nóng quá là câm họng luôn, không nói chuyện luôn. Cại miệng em cũng thèm. Cậy miệng cũng thèm nói luôn. Thôi cũng được. Nóng vậy cũng được chứ nóng mà là làng là sớm nên mệt lắm. Anh trai. Dạ. Điểm mạnh điểm yếu là gì? Điểm mạnh của em thì nói chung cũng độc lập, tự lập, vui vẻ, hòa đồng. Trong công việc thì cũng làm gì không được, cũng cố gắng làm cho được vậy thôi. Còn điểm yếu đơn giản em ăn cay không được. Ăn cay không được. Dạ. Dễ thương nhờ, ăn cay không được. Mất tập về cho em. Điểm yếu đâu. Ăn cay không được tốt gì đâu, ăn cay nhiều quá nó hại bao tử. Em là em lái xe cho nhà mình hay lái xe? Dạ em lái cho Mai Linh nhưng mà em có chạy xô thêm. Ai kêu chạy xe tải thì em chạy thêm. Bằng D luôn hả? Ông em giấu C. Giấu C hả? Dạ. Vậy là khá tốt rồi đó. Nói chung là đây một người có nhiều ngành nghề nha. Thành ra không có lo là nghèo đâu sợ. Em có mấy mối tình rồi? Em cũng sơ sơ cũng có vài mối tình mà. Dài là mấy mối? Cũng gần đây cũng có một mối khoảng năm mấy nay. Mà cũng vì lý do công việc em với đình gái không thích. Gì? Tại em chơi 3 năm tan ánh sáng rồi đó, rồi với lại lái xe gia đình cũng không thích cho nên không đi tới được hôn nhân. Trời ơi, gì kỳ vậy? Người ta làm nghề của người ta mà không thích là sao? Tại nhiều khi đụng xô rồi một người là một vàng, nhiều khi lái công việc cũng lôi kéo hoặc là tài xế người ta không thích. Cũng nói thẳng vậy luôn rồi em cũng đồng ý quan điểm rồi cho nên... Chị Tài. Dạ. Em gái em chịu cái nghề bên đàn trai không gái? Lái xe. Lái xe nè, là cho âm thanh ánh sáng, tiệc cưới âm thanh ánh sáng được. Âm thanh ánh sáng được anh. Đâu có làm sao. Nghề nào cũng, nghề nào cũng là nghề thôi. quan trọng là con người. Tánh tình thôi. Tánh tình. Dạ. Vậy em có mấy mối tình rồi? Em cũng 2-3 mối. 2-3 mối rồi. Dạ. Rồi cái mối dài nhất là nhiêu? Chắc 2 năm mấy mà xa, ở xa. Yêu xa hả? Dạ. Là mới đây rồi phải không? Lâu rồi, cũng 2-3 năm rồi. 2-3 năm rồi. Dạ. Bỏ 2-3 năm rồi. Ừ. Là do yêu xa đúng không? Dạ. Vậy là nay gần rồi đó, khỏe ha. Bạn gái em chia tay lâu chưa? Cũng 5 mấy rồi anh Quyền Linh. Còn gặp nhau không? Người ta lấy chồng rồi. Có gặp nhau lấy chồng rồi, từ lúc lấy chồng có gặp nhau không? Gặp cũng không dám nhìn nữa. Sao không dám? Tại sợ phiền phức, người ta có chồng rồi mình tới luôn chi nữa. Thì nhìn thôi mà. Cũng ở gần sớm luôn. Cũng gây sớm luôn hả? Có khi nào tối nằm mơ thấy cổ không? Không luôn, từ lúc chia tay tới giờ không nằm mơ thấy luôn. Lo đi làm không? Thấy chưa? Dạ chào cô. Chào cưng. Thấy người ta thật thà nằm mơ thôi còn dám nhìn nằm nữa đó. Mơ chi nữa, thôi rồi còn mơ chi nữa, ông này xuống bậy xuống bạ không à. Ta đâu có nằm mơ gì nữa đâu, đâu có xuống đâu. Sao hỏi chi vậy? Ta hỏi vậy thôi mà. Đất ơi. Làm gì gây lộn. Gây chứ sao không gây. Còn mối thì mà khó chịu lắm. À biết. Mấy người mà. Tôi phải bảo vệ cho bên nhà gái tôi chứ, mặt cười quá. Rồi giờ sao nè, bây giờ mong muốn cái người bạn gái của mình sao nè. Dạ cũng đơn giản thôi, dễ nhìn là được. Dễ nhìn. Công việc nào cũng được, ổn định kinh tế là được. Còn với vấn đề tật xấu thì sao cũng được, miễn sao tật xấu người ta có nóng tính chút xíu thôi. Thì dâu hiền, làm dâu hiếu thảo với ba mẹ thì dù có xấu cái nào em cũng chịu được. Tức là cái tật xấu của người ta là nóng tính chút xíu mà. Một khi nóng là người ta câm họng, người ta không nói. Em cũng có tật xấu mà mỗi lần tật xấu em cũng nóng tính mà. Ví dụ có làm nóng tính thì cắm đầu làm mình luôn chứ không có làm gì hết. Có nghĩa là khi mà nóng lên là cũng thèm nói luôn đúng không? Nói làm mình làm hoài luôn. Làm hoài luôn. Ừ, hai người gì vui quá hả? Hai chồng hay đó. Cứ hai người nóng tính là người coi như... Là không nói chuyện, không là biết chuyện, là đang giận. Cắm đầu vô làm. Nhìn đói làm luôn cũng có. Nhìn đói làm luôn. Gần đây làm cái cổng gần Long Định là
dẫn mấy thằng bạn theo mà không chịu phụ, hút máu con mình làm luôn. Một mình làm luôn? Làm luôn. Trời ơi, cưng không? Bạn mà nó giận vậy luôn, đừng nói xíu hồn. Rồi bây giờ em mong cái ngoại hình của cái bạn gái của mình á là làm sao? Tưởng tượng đi, tưởng tượng cái cô bên đây là cô như thế nào, em tưởng tượng coi. Tương xứng với em cũng được rồi. Em tưởng tượng, chị đang hỏi em tưởng tượng coi. Nào giờ... Trắng hay đen, cao hay thấp, tóc ngắn hay tóc dài. Sao tưởng tượng? Mặc đầm hay là mặc quần áo, ví dụ mặc quần, ví dụ vậy đó. Quần áo thì chắc có bận rồi. Ý là chị hỏi mặc đầm hay là không mặc trong đây chết luôn. Mặc đầm hay là mặc quần? Mà mối thì mà hỏi kỳ quá à. Thôi kệ tôi. Lẽ tưởng tượng không mặc quần. Cười quá. Em tưởng tượng là chị em mặc đầm hay là mặc đồ, mặc áo hay là quần đồ tây rồi đó. Tưởng tượng không mặc không à. Hiểu không? Chắc bận đầm quá, nãy em thấy trển. À nãy thấy trển à. Rồi giờ hỏi chi nữa. Thấy trển rồi, thấy chưa? Thấy trển rồi. Rồi. Trển rồi. Ừ. Rồi vậy nha. Dạ dạ. Để anh Quang coi có mặc đầm giống em tưởng tượng nha. Rồi, chào em gái Cây Lậy. Dạ. Em gái Tiền Giang. Giang dòng đỏ tay nha. Trời ơi. Nhà gái tôi là không có dừa đâu ạ. À. Đây sợi dây chuyền ngon ha. Chứ lắc nữa, đưa luôn. Thôi. Giỡn quá. Nửa đàn trai tôi cho một lố lắc luôn, đeo đầy tay luôn, đeo cái đây luôn, đeo cái nắp luôn nè. Cho đi tôi nhận liền. Đừng có giỡn, mai mốt đàn trai tôi đi qua là cho lắc đeo tới nắp luôn rồi. Được không gái? Dạ. Bên đúng không là... trời? Cho là nhận thôi chứ mắc gì. Dạ em muốn người yêu của mình như thế nào? Dạ chung thủy là được. Ừ, đừng thủy. Có gái gú, đừng có ca đánh bài cá độ gì hết, lo ra cho lo làm ăn là được ạ. Có chung thủy không? Chung thủy. Có gái gú không? Không, không biết hút thuốc đâu mà gái. Không hút thuốc là được. Bài. Dạ không anh. Có bạc rượu chè gì không? Nhậu thì chút đỉnh được, ba xị được. Ba xị nữa nha. Bốn xị lận lít đó. Em với em xị nó anh đủ lít. Ừ, nhậu có ba xị à. Có bốn xị là tròn lít đó. Trời ơi. Cái nhậu chắc ba. Ba bốn ông đi hết luôn rồi đó. Còn tỉnh á, tới ba xị là dữ lắm rồi đó. Không uống rượu. À. Ừ. Được không? Dạ được anh. Ba xị dạ, được ha. Dạ. Dạ mình uống được không? Em cũng la ra và ly. Vậy hả? Vậy hai chồng mỗi người làm ba xị ngủ luôn. À không, có em không cặp, tới ba sĩ đâu anh. Có nhiều cặp vợ chồng dễ thương lắm, hai chồng ngồi nhậu với nhau. Ừ, cứ mà. Chiều về là làm vợ làm món mồi vậy đó, rồi hai chồng ngồi nhậu với nhau cưng lắm. Rồi. Bây giờ là mong muốn đi, tưởng tượng đi bển sao. Thôi, tưởng tượng chi nữa. Tưởng tượng đi cho tưởng tượng đi. Thôi. Em tưởng tượng đi, em mong muốn cái người đàn ông của mình sao, giống em... Quyền Linh không hay sao? Giống anh Quyền Linh càng tốt. Càng tốt hả? Càng tốt ha. Dạ. Cao to đen hôi. À cao to đen mỏng hôi, quên. Biết cách ăn mặc là được rồi. Biết cách ăn mặc. Dạ. Ok. Anh không có biết ăn mặc em ơi, anh không biết mặc à. Đây giống anh hồi lúc đó anh cũng ốm nhách à, cũng đang thù lùi trang vậy đó. Tại em dân nắng mới đen chứ không dân nắng đâu đen. Phải không? Vậy thôi bớt dân nắng chút xíu đi nha. Nắng chút. Em gái đi với ai? Dạ em đi với mấy chị với em đồng nghiệp ạ. À mấy chị em đồng nghiệp. Mình cho ý kiến coi nào, đại diện nhà gái. Dạ em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân cùng quý vị khán giả. Thật sự là thời gian rất là ngắn cho nên là mình không có dám nhận xét hay đánh giá gì về nhiều. Nhưng mà em muốn chia sẻ một chút xíu với anh trai là Ngọc của tụi em là một người rất là chân thật và thẳng thắn, tuy có chút thẳng thắn và nóng tính. Nhưng mà những cái đó nó càng thể hiện cho mình thấy là một người rất là chân thật. Cho nên là em... cũng có một lời khuyên nhỏ với anh chị là mình hãy dành cho nhau chút thời gian để tiến tới xa hơn vậy? Về đoạn đường sau này. Dạ em xin hết. Rồi cảm ơn nhà gái. Ở đây á, anh đánh giá sơ sơ nè, không phải gần nhà anh nói đâu. Dạ. Thật lắm, thật tới mức mà nãy nó có ba xì rượu là chắc là đây là con người rất là chân tình mà chân thật luôn á. Bên đây ta cũng vậy, ta ừ. cũng đâu xài chân giả đâu. Đúng, bên đây cũng bên đây ta chân thật luôn, có sao nói vậy đúng người rồi. Ơi. Ha ha. Hai ha, bên này rất là thật luôn á. Đi với ai em trai? Đi với mẹ với dì. À có mẹ dì hả? Rồi à, xin mời mẹ với dì đây hả? Em trai. Vậy là hồi nãy mẹ nói sao? Mẹ nói là nó không uống rượu đúng không? Không hả? Kìa nó không uống rượu. Cầm video ghê. Dạ em tới cái chương trình này em cũng cảm ơn chương trình là trước. Em xin chào chị Hồng Vân. Chào anh Quyền Linh và chào cô bé. Hiếu thì nó có hiếu lắm. Đi đâu đi chứ cũng chạy về coi mẹ làm sao. Dạ. Coi mẹ đi làm công ty mẹ về có mệt không? Mẹ làm công ty cái mời ba cô gái, thành thử ra cái công việc nó cũng hơi nặng.
Thử ra tối ngày đi ở cái dưới công ty không cũng không ở nhà. Thử ra con là thí dụ như con bấm nút với lại con của cô á, cô làm dâu á, thì cái chuyện làm dâu thì khỏi lo. Tối ngày có nhà đâu lo. Giờ chị cũng nói với chú Huyền Linh với chị Hồng Vân, thay vì bây giờ bây giờ hiện đại lắm, bà vợ chồng với con dâu cũng như là bạn thôi, nhưng mà với điều kiện con dâu phải biết chuyện, bà vợ chồng cũng vậy luôn, chứ đâu phải mà thí dụ như về bà vợ chồng cà chớn rồi con dâu nó lấy gì mà nó thương bây giờ. Thành thử ra thôi bây giờ chị tới cái chương trình thì cũng là một cái duyên. Bây giờ cô cũng muốn hỏi cô dâu ở cái lại mà ở xã nào? Dạ ở xã Long Trung ạ. Long Trung thì Long Trung cái bè chị... hay là Long Trung Long Tiên? Long Trung Long Tiên á. Dạ. À thì cô biết rồi. Thôi bây giờ á thôi à, cô cũng nói vậy. Con nó đi ăn đúa vậy. Chứ nó có hiếu lắm, con đừng lo. Dạ. Không biết uống rượu, cà phê, không có gì hết. Nhưng mà bây giờ á thôi hai đứa nếu có duyên thì hai đứa cũng à, cho nhau cơ hội. Cho nhau một cơ hội để mà thôi giờ cũng lớn hết rồi hả chị Hồng Vân. Dạ thôi vậy đi, tới đây. Rồi, cảm ơn mẹ. Sao? Dạ. Xúc động không? Hả? Vậy đâu, vậy đâu? Xúc động không? Không, ngồi thấy nghe mẹ nói xúc động thấy sợ luôn. Thương ngồi mẹ nữa mà. Khóc đó. Rồi, bây giờ mở thương rào mẹ, nha. Con trai thương mẹ lắm. Dạ. Thương mẹ lắm á, có hiếu lắm á. Cố gắng có vợ hay chồng về để làm ăn để nửa lo cho mẹ nha. Thấy không? Em dạ. Có mong ước điều đó không? Em muốn nói mẹ gì không? Chúc Linh ơi. Nói hồi khóc. Xúc động rồi. Bố, cho qua đây. Cho qua hả? Qua bên kia còn mệt hơn nữa đó. Cho qua hả? Khó quá cho qua. Không, nói chung là con trai vậy là biết thương mẹ lắm á. Hôm qua kia nó còn xúc động dữ nữa đó. Rồi, thôi mở rào đi Linh. Rồi, mở rào nha. Qua cái hát bài lấy khí rồi, quên đi cái nỗi lo lắng này đi nha. Hát bài gì? Biết đâu hát đại miễn vui là được. Vui được nha, mở rào hát luôn nha. Rồi, mở rào. Hát cho quên cái xúc động rồi đi nha. Hay muốn anh đem lên ba sĩ. Bắt đầu bước tới hát tặng bạn gái cái coi. Thôi tặng bạn qua hát luôn. Tặng qua hát luôn. Nhận đứng lên nhận luôn đi cưng. Anh có bỏ qua hát luôn. Dạ rồi ông cảm ơn. Vô luôn. Dạ. Hát luôn. Hát luôn. Nếu như ta vô tình gặp lại nhau thì hãy hứa không được buồn em nha. Rồi được em ơi. Hát tiếp luôn, tiếp luôn, tiếp luôn. Nhớ và nếu như ta vô tình trông thấy nhau thì đừng cố âm ảnh để làm chi. Từ từ đây này. Trời ơi. Chọn nữa đi. Thôi, đang hay rồi. Mà. Dạ thôi được rồi. Đang hay mà Hiếu. Dạ thôi được. Tiếp đi nào. Dạ thôi được rồi. Khoái nghe em hát quá à. Hát hay hát ở đây à. Làm cho nó không khí coi nào, tiếp tục. Tính lỡ chờ em trong xót xa, hạo thức vì em sớm đêm lạnh lùng. Đêm nay thành phố mưa bay, đêm nay tình nhỏ mong chờ lạc tóc luôn. Được rồi, lên đây. Dạ, đem đến không có gì, em gửi anh chút xíu quà. Rồi anh cảm ơn em. Mở ra coi cái gì. Trời có... ơi là trời. Mở ra rồi, nè. Anh cảm ơn em. Dạ. Em cũng rất thích cái áo này. Dạ. Vì ở nhà anh bận áo sọc cargo nhiều. Dạ. Nhưng mà lên đây chương trình bắt phải bận áo trắng. Vậy hả? Mở ra coi chắc động. Coi chắc vừa. Chương trình kỳ vậy, tôi cũng mặc áo rồi tôi mặc chứ. Đó. Vừa. Hay rộng rồi. Vừa không? Vậy dạ, dạ, vừa vừa. Mặc vô luôn đi. Em gái mở nút ra mặt cho phụ mặt vô vậy. Thử có Hiếu mặc vừa không? Được thằng khoái mặc áo caro mà chương trình bắt ép áo trắng là sao? Phụ đi. Cô nào ép mặt vậy cô Trúc hả? Dạ, hay cô Nhung? Giờ gói quá quên rồi.
mở không có ra. Trời ơi. Con ta khoái mặc áo caro đó, đầu đầu mặc vô cho nó coi. Mặc vô đi anh. Mặc vô hát bài nữa nha. Đúng hả? Trời ơi, trời ơi, anh ơi. Vừa ấn lương, trời ơi. Cài phụ, cài đút phụ đi em gái. Em cài phụ vô. Để cho em gái cài, cho tình cảm. Quá trời rồi. Quá trời vừa luôn á trời ạ. À. Sao hay vậy? Làm chị bao thấy quá. Em quay qua chụp hình để có gì mình lưu lại kỷ niệm. Mà thấy cái hộp quá chả bển luôn đi đó, nhận luôn cả hộp cả áo đi cưng. Trời đất. Không hiểu gì anh. Nhắc gọn lẹ luôn. Quay quên. Áo tôi đàng hoàng, cuốn tôi đi. Cuốn cái mày không nhăn anh. Bà ngoại chỉ á. Làm như dọn đám cưới. Hiếu quay đối diện nè, Hiếu quay đối diện. Rồi chào em. Dạ chào. Nói đi, cái bó lá dừa đó em làm sao? Lá dừa đó thì tự tay anh làm. Dạ. Làm bằng lá dừa non, dừa uống nước mình chứ không phải là dừa nước. Dạ. Dừa uống nước trên cây á, chứ không phải là dừa nước ở dưới sông. Dạ biết. Ủa này Hiếu tự làm luôn. Dạ làm. Khéo tay quá vợ. Vậy. Ừ. Như nãy chị đứng rờ chị nói ủa cái bông mà sao mà ở đâu bán? Tôi tưởng là có, em cũng là ở dưới làm bán cho những cái tiệc cưới. Oh. Như một bó như vậy là từ giá khoảng chừng nếu mình giao cho tiệc mấy cái tiệm su tu vô thì 150 trở lên. Bó mình làm bao nhiêu tiền? Bó em làm khoảng 200.000 giao khách. Bó 200. Này nè tặng nè 200 đúng không? Thì em giao hàng khách cũng khoảng 200.000. 200. Dạ. Chúc có lấy tiền không? Dạ, ai lấy. Chết luôn à. Thì em có thấy anh đen dữ không? Dạ không. Tại hôm gầy đụng sâu nhiều quá cho nên anh đi ngoài nắng nhiều cho nên nó đen vậy chứ. Nếu mà thường không đi nhiều cũng nhã nhã bớt chút. Dạ. Chứ anh cũng trắng lắm không có đen. Rồi em có gì em hỏi anh đi, anh trả lời chứ giờ anh gối quá. Em cũng không biết hỏi gì nữa. Hỏi anh gặp em anh thấy sao? Anh gặp em thấy như thế nào? Thì đúng như cái... người mà anh muốn tìm vậy thôi. Dạ. Thích em người tánh mái tóc ngang không? Vậy. Nóng tánh cũng tốt thôi. Dạ. Sau này không có ăn hiếp được anh cũng đỡ lo. Dạ. Chứ hiền quá cũng hơi sợ đi ra chợ rồi cũng ớn. Dạ. Ôi Hiếu hỏi đi, hỏi em có gặp anh em cảm xúc làm sao? Ủa em làm với Mỹ Tho luôn hả? Dạ em làm ở khu công nghiệp Tân Hương ạ. Tân Hương. Anh cũng thường lên đó. Yeah. Tại anh chở khách là anh đậu điểm ở trên. Dạ, chỉ mốt lên gặp rồi. Anh thường đậu ở ngoài cái cổng á, chỗ mà nó cổng của bán bánh mì á. À dạ dạ. Anh thường đậu ngay chỗ cây xăng, tại đuổi qua đây đậu. À. Có dịp anh lên tỉnh anh điện em. Dạ. Rồi em có gì hỏi luôn. Chuẩn bị chu đáo quá giờ lên đây gói trơn. Từ từ đi nhớ. Rồi sao hẹn hò đi chơi đâu bữa đầu tiên nào? Thử đi. Em ở đây hay là về quê? Dạ em ở Tân Hương luôn ạ. Tân Hương ở dạ. Trọ hả? Dạ em ở trọ. Ở trọ gần công ty không? Dạ sát bên. Rồi hình như chỗ cây xăng, chỗ nhà máy gạo cũng có dãy nhà trọ. Dạ. Thì nếu mà hẹn hò thì đơn giản thôi. Em alo rồi nếu mà Mỹ thôi anh lên đó khoảng nửa tiếng là tới. Dạ vậy còn... có thể mình đi ăn uống gì đó hay mà nói chuyện hiểu tính tình nhiều hơn. Nãy anh nói nhà anh đâu rối quá không nhớ. À, quê của anh á, quê mẹ thì ở trên cầu Phú Nhuận là quẹo á. À dạ. Chẳng hạn năm rồi đó. Dạ. Còn quê nội thì ở đây ngay xã. Dạ. Bình Đức, ngay. À. Khu nghiệp gần khu nghiệp Trung An rồi đó. Dạ, vậy em biết. Thì khu vực hoạt động thì của anh thì từ Bình Đức trên Mỹ Tho vòng vòng ở đâu xa thì mình cũng có thể đi được nhưng mà giá cả tính khác. Dạ. Thì sao? Bây giờ dự định nếu mà cưới thì ở đâu nè? Em ở nhà anh được không? Trời ạ. Nói chung thì anh cũng cũng dễ lắm. Dạ. Em làm dâu được không? Dạ. Tại dạ vì mẹ anh rất là mong một người con dâu. Dạ. Mong cháu nữa cho nên anh cũng cũng hỏi bác thấy con được không bác?
Nói lớn lên bác mới nghe. Bác thấy con được không mà? Chúng mình cũng lớn rồi. Dạ. Cho mi kìa, để bác trả lời kìa. Alo. Thì bác thấy con với anh Hiếu cũng xứng đôi về lứa. Nhưng mà điều về cái tính cách hai đứa sống chung với nhau thì sau này bác cũng biết làm sao. Dạ. Ví dụ như giờ cho cơ hội thì hai đứa tìm hiểu rồi đi tới hôn nhân cho vui. Dạ. Nhà cho cửa, chứ giờ bác cũng không muốn gì hơn. Dạ. Đó thôi. Bây giờ nào đó vậy là bác nói rồi đó. Bây giờ là Hiếu lại nắm tay em gái đi. Mình nói em có chịu về nhà anh không, và khoảng bao lâu thì em chịu anh bước tới. Rồi hỏi em thích con trai hay con gái đầu lòng. Rồi bước tới nắm tay nói rồi, đi. Đứng dậy em. Thì, qua chương trình này anh cũng rất mong anh với em có cơ hội để tìm hiểu thêm. Dạ. Thì nếu mà em đồng ý thì em cho anh thời gian thì chuyện nào thì cũng được. Dạ. Anh cũng... Thì mình cứ tìm hiểu đi, được đó thì... Vậy chút bấm nha. Dạ. Tiếng con nữa. Đúng rồi, lâu lắm. Hai người nhìn đừng nhau hỏi hai đứa. Em hỏi coi khoảng bao lâu thì bây giờ em thích con trai hay gái đầu lòng, hỏi đi. Nói chung là trai gái gì đều được. Không, hỏi Hiếu, để Hiếu hỏi đi. Em thích con trai hay gái? Gái trai đều được ạ. Rồi anh cũng nghĩ vậy, trai gái gì cũng được. Dạ. Đám cưới là đâu có mướn ai, chỉ tự mình set up được hết đúng không? Dạ được hết. Cổng cưới với bông đầu tay đồ làm hết. Thì cũng hy vọng cái bó bông ngày hôm nay thì tới ngày đó thì mình cũng sẽ cầm bó bông này để... Trời ơi, để từ đây đám cưới luôn hả? Ở này để lâu lắm anh Linh, để mấy tháng cũng được. Lá dừa mà. Tức là ông canh là mấy tháng ông hốt rồi đó. Mấy tháng là làm đám cưới đó, cho nên canh bông dừa này. Ok, vậy cũng vui ha. Rồi, bây giờ nè, em gái hát tặng Hiếu bài gì rồi, đi. Em hát nguyên trường quay về hết không? Hát trại đi em. Nắm tay hát phụ nữa thì rồi em hát đi. Nhìn dưới này quay phim mốt mình ghi lại đem lên trên sân khấu rồi. Em hát câu thôi nha, em hát không được. Tí em nhỏ nhẹ hả? Hát bài trong đám cưới đó. Giờ đám cưới hai đứa dình hát bài nào nói cho nhau nghe đi. Cứ hát để kỷ niệm nghe nói không? Ghi hình đặng mốt làm đám cưới phát lên á. Đúng rồi. Lấy cái khúc này ra phát lên. Rồi bắt đầu đi Hiếu. Coi như hát ngày đám cưới đó. Vô đi em. Hát bài gì vậy? Bài gì cũng được. Em hát câu coi nha. Rồi vô. Dạ. Mười ngón tay tô hồng nét môi, ngón cái bên dù ta trong tình đôi, ngón cái bên là ngón tay mơ mộng, ngón tay tới hồng giấc mơ. Thôi được anh chị ơi. Hai đứa giọng nó giống nhau dễ sợ luôn. Được này tại gung quá chứ này. Rồi giờ hai đứa giọng lại nè. Giống nhau ghê luôn. Rồi tới Hiếu hát đó. Anh hát ngoài. Đi anh. Hát nữa hả? Hát câu nữa ta. Nắm tay là mày. Bằng lòng đi em mai. Đúng rồi. Bằng lòng đi em anh về quê. Gước má lên liền. Ngày mai đám cưới gước dâu bằng xuống ba lá. Ba má ngồi trên đầu ghe. Khúc sợ em quên rồi. Rồi. Được rồi. Tiếng này cũng hề bước lắm à. Được đó, có nói vô nhà vô cửa lắm á. Rồi để ta nút bấm đi Hiếu. Bên tay trái kìa. Đây cơ. Bên đây. Bấm nha em. Đây, đây, dạ. Đây, 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 đây. Sau 3 tiếng đếm nha. Ông tiêu lòn luôn rồi bấm để em kìa. Em qua bấm vô là dùm luôn đi Hiếu. 1 2 2 3 Vô. Nó không ăn. Ừ, nó xin ăn không ăn. Đó, ăn quá ăn rồi. Rồi, nắm tay nhau được rồi đó, chính thức hai em đã hẹn hò. Nắm tay. Không phải bắt tay, tao đang cái tay vui nè. Bùng quá không ơi. Thấy cảm giác sao, cái tay sao? Lạnh, tay bên đây lạnh ngắt à. Nắm tay, cảm giác trong người em sao? Chung giờ nói con người em cũng tới đây cũng hồi hộp. Cũng khó tả quá, quyền lực nào cho qua được qua. À, bây giờ á, em đây có đại diện gia đình nhà gái. Dạ. Bước cho nhìn vô máy nói nhìn đi. Vô máy nè. Dạ. Ba má của bạn gái đang xem đó. Dạ. Rồi xin phép hai bác với gia đình đó. Thấy chị cho tụi em hẹn hò với nhau. Dạ. Và hứa cái gì đó. Nói đi. Dạ, em xin phép... Hai bác. Xin phép hai bác với mọi người đây. Thì nói chung
thời gian cũng không có nhiều thì cô cố gắng tìm hiểu gì đó, rồi nếu mà được thì hứa sẽ làm một ghế tốt. Để tốt rồi. Dạ. Rồi dâu nói gì với mẹ? Dạ dạ nếu mà để ra hai đứa có sau này có tiến tới thì con cũng cố gắng làm dâu Hiền vợ Thảo. Ủa vợ Thảo vợ Hiền? Đúng rồi, thì dâu Hiền vợ Thảo, vợ Thảo dâu Hiền y chang mà. Đứng ngoài em run. Hai đứa nó run. Rồi. Rồi bây giờ hùng hả? Hùng. Thôi. Rồi xin phép mọi người ha. Không có, không có ông. Dạ. Ông hùng đây là cha hùng con ông nội. Đây. Hùng ở má. Quá trời. Ngon hả? Ngon. Ngon hả? Ngon. Ngon. Rồi thôi, chúc hai em hạnh phúc nha. Hai này về vui nhà vui cửa lắm á. Đây, đây, tặng hai cái nón về Tiền Giang luôn nha. Đây, hai đứa đội nón về Tiền Giang luôn. À, nón kỷ niệm mai mốt đi chơi đâu đội nón được rồi ha. Dạ. Rồi tập yoga đó biết không? Biết chút đỉnh. Rồi nhớ tập yoga, đây là hệ thống fitness tập yoga nha. Dạ. Rồi còn đây là bộ son môi Yurika của em, năm màu đẹp lắm nha. Anh giữ thì anh sợ không. Son môi của em đây nè, đây nè, nếu hai đứa đăng ký kết hôn đó là Thép Vina QA tặng tụi em món quà trị giá là 20 triệu đồng nha. Hiếu cầm đi. Rồi, cảm đó đúng rồi. Đây bông dừa 3 tháng vẫn còn xài được nha. Cảm ơn. Áo cuốn rồi không nhăn, không có nhăn đúng không? Về mặt liền nha, đi bạn chơi này. Bữa đầu tiên mặt liền nha. Dạ rồi em đi chơi bữa đầu tiên đi đâu? Dạ đi đâu cũng được, bên đây thích thì đi chợ đi. Chợ đi đúng không? Rồi hai đứa về đi chơi liền luôn đi. Đây đi. Rồi, cảm ơn chương trình, cảm ơn. Dạ đi bảo vệ em gái nha, vừa đi vừa hát cho nó nghe một bài nữa đi.